Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chém Gió cuối năm. Và tôi là Đức Anh Ba Chén xin đồng hành cùng quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thì cho phép Đức Anh Ba Chén xin được thay mặt cho toàn thể anh em cán bộ nhân viên MB Thăng Long và ekip thực hiện chương trình này gửi lời chúc cho toàn bộ các vị khách quý, các cán bộ đã và đang công tác một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, với một năm nữa đã trôi qua, một năm với biết bao lo toan, khó nhọc, với vất vả nhưng vẫn có đó những nụ cười, những niềm hạnh phúc với những thành công mà MB Thăng Long chúng ta đã đạt được. Và ngày hôm nay, tại đây, tất cả chúng ta cùng nhau sum họp, quanh quẩn bên nhau để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về những điều đó mà chúng ta đã đi qua trong năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 vừa qua là một năm hết sức biến động, với những biến động xã hội lên xuống rất ảo, tích cực nhiều và tiêu cực cũng không ít, với những guồng quay lớn, vũ bão của thế giới. MB Thăng Long cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi đóng góp rất nhiều những pha giật gân quần chúng để quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về những sự kiện trong năm 2018 trong và ngoài MB Thăng Long. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm qua. Đầu tiên, một cơn sốt thực sự sực sôi trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Vâng, đó chính là đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta. Người xưa có câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng với những chiến tích lẫy lừng của hơn 10 năm trước và những thất bại trong suốt 10 năm qua, chúng ta đã có những sự vươn lên hết sức mạnh mẽ. Từ Thường Châu Trung Quốc đến Indo, từ Mỹ Đình đến UAE, đội tuyển thân yêu của chúng ta đã cho không biết bao nhiêu đối thủ phải gặp hành. Từ một quốc gia là vùng trụ bóng đá thế giới, với tài năng, sự quyết tâm và nỗ lực của các cầu thủ cũng như sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta đã vươn mình lên một tầm cao mới, gieo sầu cho hàng tá đối thủ, gieo niềm vui cho hàng vạn khán giả Việt Nam. Vâng, để cùng nhau sống lại những phút giây bão bùng, đầu không mũ ôm người yêu cũ ăn mừng, chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng tự hào ấy. Quang Hải ở giải đấu năm nay, điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải, treo bóng vào đúng góc cao và chúng ta thấy là thủ môn đi. Hùng Dũng là người vừa thực hiện đường trong biên, anh đã rồi. Dường như anh Đức đã được cho nghỉ ở trận chung kết lượt đi để có được năng lượng tốt nhất trong trận chung kết lượt về. Và vừa rồi là một siêu phẩm, là một siêu phẩm để chúng ta có thể thấy chiếc cúp gần hơn. Chúng ta vừa cùng nhau sống lại những phút giây thực sự hạnh phúc mà cả đời chúng ta chỉ có thể sống một lần. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho thành công đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta. Song song với niềm vui ngập đầu thì chúng ta cũng đón nhận những nỗi buồn khó nuốt. Với việc Facebook của anh chủ Mark Zuckerberg làm lộ thông tin người dùng, khiến cho hàng triệu những con nghiện Facebook của trên toàn thế giới bị chấn động. Với những bê bối trước đó, đây như một giọt nước tràn ly khiến Facebook vướng vào hàng loạt vụ kiện tụng rắc rối, đặc biệt là trường hợp của ông Trịnh Phương Nam. Một con nghiện Facebook nào đó ở Việt Nam đã bị lộ những hàng loạt ảnh nóng với tin nhắn nội dung hết sức không trong sáng, đã đâm đơn kiện anh Bớt trên các mặt báo như báo An ninh Thủ đô, báo An ninh Thế giới, báo Thể thao. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính hùng hậu của mình, Facebook đã chặn họng anh Nam một cách dễ dàng. Vụ việc dần đi vào lãng quên, nhưng đã đánh lên một hồi chuông cảnh báo đối với những bạn trẻ có sở thích phóng khoáng, dễ dãi và thoáng mát trên Facebook. Sau khi lưu lạc sang Mỹ, chúng ta hãy cùng quay lại đất tổ Phú Thọ, nơi mà có một sự việc gây choáng váng với tất cả các bậc phụ huynh. Thưa quý vị và các bạn, theo điều tra của nhóm phóng viên MBTLO, cuối năm qua tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn Phú Thọ, hiệu trưởng của trường đã có những hành vi dâm ô đồi bại với các học sinh nam của trường. Đáng trách hơn, hành vi này phải có sự hỗ trợ tiếp tay của các giáo viên trong trường. Để có cái nhìn cụ thể hơn, xin mời quý vị theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên hiện trường MB Thăng Long đã thực hiện. Ừ, bố à, đang làm gì đấy? Vào thầy nhé, thầy nhờ cái này tí, nhanh nhé. Đây thầy ạ. Ừ, bố à, vào đây. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhóm phóng viên hiện trường MBTLO. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm đưa những thông tin nóng hổi, chân thực, không quản nguy hiểm vì bất cứ khi nào cũng có thể trở thành con mồi của lão hiệu trưởng. Thưa quý vị, với những biến động khó lường của thế giới, MB Thăng Long cũng không nằm ngoài guồng quay mạnh mẽ ấy. Một năm Thăng Long của chúng ta đã đạp lên khó khăn vất vả để đạt được những thành tựu nhất định. Kết thúc năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc và nỗ lực của anh em cán bộ nhân viên MB Thăng Long đã xếp loại tốt
và biểu dương một mặt toàn hệ thống với thành tích bán Perrom xếp loại nhất. Ngoài ra, với sự nỗ lực không ngừng của chúng ta đã cán đích vị trí đầu cho cuộc đua bán bảo hiểm EB trong năm 2018. Để có được thành tích đó, không thể không nhắc đến sự sát sao và quyết liệt của ban giám đốc, của anh Nguyễn Hải Long, giám đốc chi nhánh. Anh là người luôn động viên các cuộc họp kinh doanh. Nhóm phóng viên chúng tôi đã đi ghi hình một buổi họp kinh doanh do anh trực tiếp chỉ đạo. Thưa quý vị và các bạn cùng xem. Tròn, vuông, tam giác. Tam giác, vuông, tròn. Vuông, vuông, tròn, tròn. Tròn, vuông, tam giác. Trái tim. Ý của sếp là chúng ta cần phải quyết tâm. Nào, anh em hãy đứng dậy và hô vang khẩu hiệu quyết tâm. 2, 3. Tròn, vuông, tròn, vuông, tròn, vuông. Vâng, thật là một buổi họp đầy tâm huyết và rực lửa. Với tinh thần đó, anh chị MB Thăng Long đã tràn đầy tròn vuông. À, tôi xin lỗi. Tràn đầy tâm huyết, tràn đầy quyết tâm. Và chúng ta đã đạt được những thành tích hết sức ấn tượng đó. Biểu dương một mặt toàn hệ thống về Payroll. Vâng, và để biết rõ hơn về Payroll là gì và cho những ai đang trong chương trình này chưa đi bán Payroll, chúng tôi đã xin được của anh Như Tuyên, giám đốc khối SME của MB, một clip giới thiệu về sản phẩm Payroll của MB để gửi đến quý vị và các bạn. Sao có lương rồi? Vui quá. Cảm ơn chị nhá. Ôi chị, chào chị. Chị nhá. Chị ạ. À? Thóc về, thóc về. Hai. Đến em chị, tiền của em. Hết giờ trả lương rồi nha. Hôm nay hết tiền mặt rồi, có về đi ngày mai lĩnh sau nha. Em nói cho chị biết này, trong cuộc sống này có bao nhiêu khoản phải chi. Bây giờ chị nói như thế mới nghe được à? Bình tĩnh nào, mọi vấn đề đều có cách giải quyết mà. Với sản phẩm Payroll của MB, mọi thứ hoàn toàn là miễn phí. Mời anh chị dùng thử. Còn chân chân gì nữa mà chúng ta không đi bán Payroll ngay bây giờ. Ngoài Payroll, chúng ta không thể không nhắc đến thành tích bán tự bảo hiểm đầy tự hào của MB Thăng Long. Vâng, và trong những người bán bảo hiểm xuất sắc nhất, không thể không nhắc đến chị Linh Búp Bê với cây size bảo hiểm rất là xuất sắc, 2 tỷ đồng. Alo, anh Thông Thiên Thai à? Em Linh Búp Bê đây. Chiều nay cho em xin phép sang gặp anh một chút được không? Vâng, thì 3 giờ anh nhá. Em chào anh. Anh Thông Thiên Thai, lâu lắm không gặp anh. Ừ Linh à, ngồi đi em. Lâu lắm rồi không được gặp anh. Ngày hôm nay đến đây trước là để thăm anh, hai là để giới thiệu với anh về sản phẩm bảo hiểm của MB. Em đã lên cây cho anh gói bảo hiểm trị giá 2 tỷ rồi. Sau đây thì em xin phép trình bày một số cái quyền lợi cơ bản. Ok. Cam kết của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm. Chúng tôi cam kết đồng ý rằng chúng tôi sẽ được tư vấn, giải thích các thông tin trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Đấy, anh nhìn vào đây này. Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng việc thẩm định sức khỏe không phải là nghĩa vụ bắt buộc của MBAL. Không thể đưa toàn bộ kết luận về tình trạng sức khỏe, thẩm định MB không có nghĩa vụ giải quyết bất cứ quyền lợi nào của bảo hiểm liên quan trực tiếp. Đây anh ơi, cái đoạn này là rất là quan trọng đây này. Chúng tôi chấp nhận MBAL luôn thu thập những cái thông tin sức khỏe bất kỳ ở thời gian nào. Em rất ngon, ập tốt, nhưng mà anh rất tiếc. Cảm ơn em đến đây nhé. Tưởng anh Phong Thiên Thai thế nào? Ơ kìa Linh, em có nhớ anh không? Dượng đây, em có biết anh tìm em lâu lắm rồi không? Anh mong chờ khoảng thời gian này rất lâu rồi. Tất cả không gian này sẽ là của em. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, sẽ sinh thêm những đứa trẻ. Anh có rất nhiều tiền, anh sẽ làm cho em sung sướng. Ngồi đi em. Thế em dạo này thế nào? Em dạo này vẫn khỏe, anh thì sao? Ừ, anh vẫn khỏe. Nhìn em dạo này vẫn thế nhỉ? Thế đến đây có việc gì? À, MB bên em đang có sản phẩm bảo hiểm với cây 2 tỷ đồng quá hợp với Dượng luôn đi. Dượng ủng hộ bọn em nhá. Đồng ý, đưa em xem nào. Đây, chỉ cần ký vào đây thôi, không phải xem nhiều đâu. Ok. Em cảm ơn nhá. Ngon thế.
quả là một tinh thần bán bảo hiểm tuyệt vời phải không nào? Ngay đến cả rượu của mình chị ấy cũng bán. Đúng là một tinh thần bán nữa, bán hết. Một năm 2018 thành công không thể không nhắc đến những khó khăn vất vả mà những anh chị MB đã trải qua. Một trong số đó, đó là công việc bán app MB. Với sự sát sao, đúng đắn trong các cuộc chỉ đạo của ban giám đốc, cùng đó là sự nỗ lực đoàn kết tuyệt đối của cán bộ nhân viên MB Thăng Long để đạt được những thành tích đáng tự hào đó. Hy vọng rằng trong năm 2019, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nỗ lực hơn nữa để có những thành tích không chỉ đứng lại ở đây mà còn vươn xa hơn nữa. Bác Hồ đã từng nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Với lòng đoàn kết quyết tâm, tôi tin rằng không có những khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào năm sau. Tôi, Nguyễn Đức Anh, phóng viên thường trú MB Thăng Long tại 34 Lạng Hạ, Hà Nội. Còn chần chờ gì nữa mà không đi bán bảo hiểm ngay bây giờ? Đi bán payroll mà thật hấp vậy nhá. Quên nhầm tên. Còn chần chờ gì nữa mà không đi bán payroll ngay đâu bây giờ? Vuông tròn tròn vuông. Vuông vuông tròn. Tròn vuông vuông. Vuông tròn. Tròn 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 tròn. Tròn vuông.